Xin chào quý vị khán giả của Đẹp 24/7. Các bạn thân mến, Orange Caramel là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nổi tiếng một thời, gồm 3 cô gái xinh đẹp đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả không chỉ bởi giọng hát ngọt ngào, đáng yêu mà còn bởi phong cách trang điểm giống như những cô nàng búp bê dễ thương, trong sáng, đặc biệt là trong MV Lipstick. Các bạn có muốn trang điểm theo phong cách ấy không? Ngày hôm nay thì Đẹp 24/7 sẽ hướng dẫn các bạn các bước trang điểm theo phong cách của các cô nàng Orange Caramel trong MV Lipstick. Bước 1. Đánh nền. Sau đó dùng che khuyết điểm màu cam để che quầng thâm mắt và khóe mũi, miệng. Bước 2. Dùng phấn nâu tạo khối hai bên sống mũi, dưới lông mày và hai hóc má. Sau đó, dùng phấn khối sáng để tạo khối khu vực chữ T trên khuôn mặt. Bước 3. Đánh phấn phủ đều khắp mặt. Bước 4. Dùng phấn mắt màu đồng tán đều hai bầu mắt. Sau đó, dùng nhũ màu đồng sáng viền mí trên và mí dưới để đôi mắt to hơn. Dùng phấn má hồng nhấn ở đuôi mắt. Bước 5. Dùng eyeliner kẻ mắt. Sau đó, dùng phấn hồng tán lại viền mắt dưới cho đường eyeliner mềm hơn. Bước 6. Kẻ lông mày ngang theo style Hàn Quốc. Bước 7. Dùng mascara màu nâu chuốt lại lông mày. Bước 8. Dùng son màu hồng nude đánh full lip. Bước 9. Dùng keo dán mi, dán đá viên nhỏ ngay dưới đuôi mắt trái. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành các bước trang điểm theo phong cách của các cô nàng ban nhạc Orange Caramel rồi đấy. Các bạn thân mến, nếu như các bạn chưa kịp ghi nhớ các bước trang điểm mà chúng tôi vừa hướng dẫn thì các bạn có thể truy cập và xem lại tại fanpage Đẹp 24/7. Và các bạn cũng đừng quên là gửi ảnh dự thi của mình về fanpage để nhận được những phần quà hấp dẫn các bạn nhé. Bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Tôi là Hùng của Đẹp 24/7. Xin chào và hẹn gặp lại.